Vâng, em xin chào tất cả mọi người. Hiện tại thì em đang có mặt tại hiện trường vụ sạt lở tại Bắc Quang, Hà Giang. Và ở khu vực này vào sáng nay thì đã tìm thấy chú chạy xe máy. Đó, thưa mọi người là như vậy. Ngày hôm qua thì tìm thấy một anh mà đứng cạnh bên anh Điệp live stream đó mọi người. Hiện nay thì em có thấy được là nước ở trên cái khe núi này nó vẫn chảy xuống đây. Vài ngày vừa rồi thì mưa rất là lớn, thì đã làm cho nó ngấm rất là nhiều nước tại khu vực đồi đất này. Đó, thì làm cho đất không còn cái độ liên kết chắc chắn nữa, nó sẽ mềm ra. Đấy, mọi người có thể thấy được là cây cối thì ngổn ngang, và những cái cây khá là lớn như thế này bị siêu hết mọi người. Hiện tại thì em thấy rằng là có 1, 2, 3, 4, 5, 6. Từ đây nhìn lại thì có khoảng 6 chiếc nha mọi người. Đó. Và bây giờ cơ quan chức năng và người dân vẫn đang ở đây túc trực xem là có tìm được thêm nạn nhân tiếp theo nữa không. Theo cơ quan chức năng chia sẻ thì có khoảng 5 người mất tích tại đây. Còn nếu mà có thêm thì cũng chưa biết được. Tại vì lúc đó thì những cái người mà có người thân trên đường về đi qua địa phận này thì họ đã liên lạc với cơ quan chức năng là không liên lạc được. Đó. Hiện tại là tìm được 4 người rồi nha mọi người. Đấy, dùng những chiếc máy xúc cỡ lớn mọi người. Và em thấy rằng là cái việc tìm kiếm ở cái khu vực này có lẽ rằng là dễ dàng hơn ở làng Ngủ. Dễ hơn một chút thôi mọi người. Nhưng mà cái khối lượng đất đá thì cũng rất là lớn. Mọi người có thể hình dung này, giữa cái khu vực máy múc đây. Đó, em zoom lên cho mọi người xem này. Đó. Cái vùng đất mà nó sạt lở nó cao hơn cả cái máy múc như thế này, thì nó phải cao đến tầm 5m mọi người. Cao tầm 5m. Và hiện tại thì cơ quan chức năng và lực lượng tìm kiếm đã khơi cái lòng đường ra rồi. Bây giờ nó gần như một dòng sông, và kia các anh công an rồi bên lực lượng chức năng đang phải đi ổn ở phía dưới này. Đấy, và đưa nước, tiếp nước cho anh em lái máy xúc cố gắng tìm kiếm được người còn lại. Vừa xong thì em đi qua cái khu vực thôn làng ở trong này ấy, thì cái người mà tìm thấy hôm qua là anh Tuấn thì hiện tại thì đang làm đám ma rồi mọi người. Hiện tại thì đang làm đám ma rồi. Như vậy là từ sáng giờ tìm kiếm thì cũng có kết quả rất là tốt, đó là tìm thêm được một người rồi. Cái chú mà đi xe máy đấy mọi người. Mọi người thấy được rằng là cái vùng đồi nó như thế này mà nó sạt, gần như kiểu nó vỡ lở hẳn quả đồi ra, chứ nó không sạt cái phần nửa lưng chừng. Mọi người có thể quan sát này. Vỡ hẳn là đấy, và xuống tận gần như kiểu cách mặt đường khoảng độ 2m, 1m, 2m. Sạt một phát từ trên này sạt sang bên kia và tít tại đằng kia, và ngôi nhà kia một chút nữa thôi thì có thể, nếu như mà nó ập vào thì có thể thêm nạn nhân. Đó, rất là nguy hiểm như vậy, mặc dù khá là xa vậy. Và bây giờ thì cái con đường phía bên đồi cuối bên kia đã bị gọi là lấp rồi, không còn đi được nữa. Đó, không còn đi được nữa mọi người ạ. Đây thì hiện tại thì em thấy rằng là chiếc máy xúc này từ sáng giờ làm rất là tích cực và đã đi ra đây có lẽ là kiểm tra những cái vấn đề để tiếp tục hoạt động ấy mọi người. Máy vẫn đang nổ nha mọi người. Ở trên kia thì 5 chiếc máy múc đang tiếp tục tìm kiếm. Trong khu vực này chủ yếu là tìm kiếm ở chỗ lòng đường này, rồi chỗ kia. Mọi người thấy rằng là cái khối lượng đất đá nó lớn như vậy mà nó ập vào người. Mặc dù ở đây không có đá như ở khu vực làng Lũ nhiều nhé, nhưng mà nó sẽ ập vào mình, chỉ không thở được một chút là không thể nào làm gì được, rất là nguy hiểm. Mọi người có thể thấy đây, chỗ này là nhiều cây này, cây này cái gốc nó to như thế này, mà khi mà sạt lở nó trôi xuống mà cái phần ngọn thì nó ở trên này và phần gốc nó xuống tít dưới này mọi người ạ, rất là dã man luôn. Đồi quế này cũng khá là cao đấy. Đấy mọi người thấy không? Chỗ bên này thì cây nó cao hơn này, bên kia thì thấp hơn này.
Hôm nay thì em thấy rằng là có khá là nhiều đoàn thiện nguyện đưa lương thực thực phẩm rồi các thiết bị thiết yếu đến gọi là lá lành đùm lá rách và giúp cho giảm bớt những cái đau thương mà thiên tai sạt lở đất tại Bắc Quang, Hà Giang này. Hiện tại thì em thấy rằng là có nối dài các chiếc xe ở ngoài kia. Và chiếc xe máy xúc kia thì lại tiếp tục đi vào để cào cái đống đất kia ra này mọi người. Cào cái đống đất kia là đó. Lúc đầu thì là vét ở dưới lòng đường và bây giờ cái công tác tìm kiếm lại phải khơi từ phía bên này lần lượt mọi người thì mình mới tìm kiếm được. Vậy có thể là có nạn nhân sẽ trôi hẳn xuống dưới khu vực dưới kia, có thể là sẽ trôi hẳn xuống khu vực dưới kia đó. Ngày hôm nay thì có rất là nhiều bên thanh tra giao thông, bên giao thông, rồi bên công an đấy, và cả bên bảo trì đường bộ. Đây, anh này bên bảo trì đường bộ này mọi người. Đó, đang xuống xem thực tế, xem công tác tìm kiếm đã xúc tiến, triển khai và kết quả ra sao. Hiện tại thì em thấy rằng là có chiếc xe ben đang đi vào đây. Có lẽ là bây giờ phải thực hiện cái kế hoạch đó chính là cho xe ben vào đây và xúc đến đâu và chở đi để cho cái khối lượng đất ở đây nó được đưa đi hết thì mình mới tìm kiếm một cách chính xác được. Đó, bây giờ mình cứ cào bên nọ xong lại đổ sang bên kia thì nó cũng không hiệu quả lắm mọi người ạ. Đó, phải bây giờ phải dùng xe ben múc đi đưa đi nơi khác. Ở chỗ khu vực này thì theo em biết thì khả năng thì nó sẽ không lên đây, nhưng mà cũng có thể có nguy cơ là nó sẽ dồn dập và nó sẽ ở cái phần này một chút. Ở phần đa thì nó sẽ theo cái quán tính từ trên cao và nó trôi xuống thấp. Đó mọi người ạ. Đó, nó trôi xuống thấp. Ở đây bây giờ rất là lầy lội nha mọi người. Máy múc đang với cái tiến độ rất là nhanh. Mọi người có thể quan sát ở trên cái phần mặt đường bằng về thì máy múc có thể hiệu quả hơn những cái khu vực đầm lầy. Tất nhiên là đầm lầy vẫn sử dụng được nhưng mà nó sẽ hiệu quả hơn và làm việc sẽ nhanh hơn. Đó đó, và bây giờ em thấy rằng là chiếc xe ben đang, xe hổ vồ đang đi vào để cho máy múc múc những cái phần đất ở phía kia lên xe và chở đi. Như vậy là công tác tìm kiếm và kế hoạch tìm kiếm em nghĩ rằng là đang rất là hiệu quả. Chỉ trong vài ngày thôi và đã tìm kiếm và đào bới những cái khối lượng đất đá rất là lớn đó. Mọi người thấy nào, chỗ kia nó phải cao gấp rưỡi, gần gấp đôi cái xe ben, nó cao khoảng độ 6-7 mét đó. Một số bác lãnh đạo thì ra chỉ đạo công tác tìm kiếm đó mọi người. Bây giờ thì các cây nó vun lại thành một đống ở trên này rồi. Cây ra mọi người nhìn này. Đó, thấy được rằng là cái gốc nó cũng rất là lớn ấy, bám khá là tốt ấy mọi người. Nhưng mà cái phần đất này nó sạt lở, nó sạt lở từ cái phần lòng ở dưới. Đó, nó sâu khoảng độ 7-8 mét, 9 mét mọi người, tính từ đỉnh đồi xuống chỗ này 7-8 mét, 9 mét mọi người. Đó, thì mình cũng không thể nào, cho dù cái rừng này nó có, cái đồi quế này nó có già đi nữa thì cũng không thể nào giữ nổi cái phần đất đá nó sạt lở này. Mọi người nhìn thấy à? Hiện tại ở trên kia vẫn có một cái dòng nước nó chảy lóc lách và nó chảy ngâm ở bên trong, nó tạo ra một cái sự thẩm thấu, tạo ra một cái sự thẩm thấu và nó chảy xuống đây. Đó đó đó, mọi người thấy không, nước vẫn đang chảy thẩm thấu ở chỗ này. Hiện tại thì thấy người dân và bà con đang ra mong ngóng xem có tìm thấy người thân của mình không,
để an tâm đưa về nơi an nghỉ. Chứ bây giờ thì biết là trong đống đất này đó, nhưng mà không thể làm gì được khi mà không biết là vị trí chính xác ở đâu. Nhưng dù sao thì ở đây là một cái quỹ đất, một cái khu vực nó cũng không quá là nhiều. Và dưới kia thì em thấy rằng có chăng chỉ là một cái con suối nhỏ thôi, hay là một cái khu ruộng ở vừa vừa, thì có lẽ là 6 cây máy múc tiếp cận như thế này em nghĩ rằng sẽ rất là hiệu quả. Em chia sẻ với mọi người những cái hình ảnh, những cái thông tin tích cực trong buổi sáng ngày hôm nay, ngày mùng 2 tháng 10 năm 2024. Như vậy là đã tìm kiếm được 4 người rồi mọi người. Không biết là có người ở nơi khác có lưu thông di chuyển đi qua đây hay không, thì không biết là chỉ sợ là có người mà đi làm ăn ấy về bất chợt mà không báo với gia đình ấy thì người ta không biết đó. Còn nếu như mà người làng ở đây ấy, thì nó có thể nói là dễ hơn đấy. Và vừa rồi thì mấy người mất thì cũng là người làng đấy, anh Điệp và anh Tuấn thì là người làng ở khu vực này gần đây luôn đó. Và đứng ở cái đoạn này khá là xa so với khu vực sạt lở. Và cái đồi chỗ này nó cũng là nó thoai thoải như thế này đấy. Đây, chia sẻ mọi người, nó thoải như thế này thôi mà nó sạt lở kinh khủng như vậy. Sạt lở khiếp luôn mọi người. Đó, nó cũng thoai thoải như thế này thôi. Đâu ai ngờ được rằng là nó trôi nhanh vậy. Và nó vỡ, có phải nói là nó vỡ từng mảng lớn ra. Còn là em Biển cũng đã tới làng Nủ thì thấy được là cũng một cái khe núi mà sao nó nổ tung, nó chảy, nó trôi là tận hàng 2 km. Lần đầu tiên trong đời thấy một cái lũ quét nó khủng khiếp đến mức như vậy. Và ngày hôm nay thì em tới đây để chia sẻ mọi người cũng thấy là một cái sự thương tâm đau xót khi mà đã có những cái sự cảnh báo, nhưng mà người ta cảnh báo ở phía ở ngoài và người dân cứ nghĩ rằng là các xe lưu thông đi qua cứ nghĩ rằng nó bị nhẹ nhàng thôi đó, nhưng mà thực ra thì hậu quả khá là nặng nề đó. Ở trên kia thì có mấy anh em vẫn đang tiếp tục đó, tiếp tục tích cực luôn, múc cả phần bên này và múc cả phần bên kia, chuyển đất lại kia đó. Mong sao rằng ngày hôm nay mà tìm kiếm được thêm một người nữa thì mừng quá mọi người ơi. Người bị mất thì được trở về với gia đình. Ở đây thì cái đường chỗ khu vực này nó là hai bên đều là đồi luôn mọi người. Đó. Hai bên là đồi luôn. Chỗ khu vực này thì nó còn đỡ này. Chỗ này nó không dốc như ở chỗ đằng kia. Đó, và đằng này thì bất chợt ở chỗ này không hiểu là chỗ khu vực này nó sẽ xé kiểu gì, mà em thấy rằng là ở chỗ này nó có một cái dòng suối, chỗ này nó tạo ra một cái điểm nhấn, đó là nó khoét được một phần nào đó rồi đó. Ở trên kia chỉ còn lại hai phần nữa thôi, nó đã xẻ được một phần rồi và nó lở, nó vỡ ra đó, là vỡ ra theo khi mà đã có một cái điểm khứa ở phía bên cạnh rồi đó, thì nó ngấm, nó chỉ vỡ cái mảng bên trên, để làm vỡ mảng bên này là nó tụt xuống thôi mọi người đó. Bây giờ thì nước cũng vẫn rất là nhiều đó, chia sẻ mọi người là máy xúc vẫn đang tích cực tìm kiếm nha mọi người. Vừa xong thì em đi từ ngoài đường ngoài kia thì tất cả các con đường đã chặn lại để chỉ cho bên cơ quan chức năng tìm kiếm người còn mất tích không. Đấy, các bác máy xúc thì cũng đang làm theo đúng chỉ đạo của bên lãnh đạo, tìm kiếm là phải có phương án làm sao mà hiệu quả nhất trong những cái khối đất bùn vừa nhão và trong đó có cả đá nữa. Kia em thấy được này, một cái máy xúc đang cao từ bên này cao sang bên kia đó. Em sẽ đi lùi lại đây để chia sẻ mọi người nhé. Đứng ở cái hướng này thì em nhìn thấy rằng là ở tít đằng kia cũng có một chiếc máy múc nữa đó, khá là xa.
hiện tại thì xe hổ vồ, xe ben đang đi vào đó, có lẽ là để cho các chiếc máy xúc xúc đất lên, và không biết là có phải là như thế không. Thì em thấy là xe ben thì đang dịch chuyển, có lẽ là lùi sâu hơn mọi người ạ, có lẽ là lùi sâu hơn để cho khoảng 2 đến 3 chiếc máy xúc đưa lên thì nó nhanh hơn mọi người. Cứ một chiếc múc lên thì nó hơi chậm. Chỗ đó có thể là 3 chiếc múc lên chiếc xe ben. Và ở đây, đó đó mọi người thấy không? Một chiếc xe nữa được huy động đến. Đó thì sẽ tích cực. Đó em thấy rồi. Kia một chiếc máy múc màu cam đang đưa những cái khối đất đá lên chỗ cái xe ben kia, xe hổ vồ kia, mà múc từ bên này múc lên này, và cả bên kia nữa, múc triệt để nhất, múc hiệu quả nhất để làm sao tìm kiếm bằng được nạn nhân còn ở trong lòng đất này, ở chỗ khu vực đất đá vùi lấp này. Đó đó, và chiếc xe này thì đang quay đầu và để chờ chiếc xe kia ra rồi tiếp tục đi vào liên tiếp để làm sao mà hiệu quả nhất. Đó, đây là chiếc xe ben này mọi người. Đó, đều là của những cái doanh nghiệp gần đây được đưa tới hỗ trợ tích cực tìm kiếm chở những cái khối đất đá đi. Đấy, đây là xe hổ vồ, tôn thành cũng khá là cao ấy mọi người. Hiện tại thì đang gần trưa rồi nhưng mà mọi người làm việc tích cực lắm mọi người ạ. Đây này, kia là anh bên bảo trì đường bộ cũng lên tận trên chỗ khu vực ở phía bên trên để xem rằng là cái công tác tìm kiếm như thế nào mọi người ạ. Có hiệu quả như mong đợi hay không, nhưng ngày hôm nay rất là mừng rồi, đã có thêm được một nạn nhân đã tìm kiếm được, đã tìm thấy được. Và hôm nay thì trời nó không mưa mấy mọi người. Đó, không mưa mấy nên là có vẻ như là công tác tìm kiếm nó cũng hiệu quả hơn. Thời tiết khô ráo, không mưa. Thế này nó là một cái khu vực sình lầy, rất là lầy, nhưng mà ở phía dưới thì vẫn có lòng đường khá là cứng, trải nhựa asphalt, nên là cũng rất là yên tâm cho các phương tiện, lời máy móc đi vào để thực hiện công tác tìm kiếm được hiệu quả hơn. Đây, không biết là có anh trai này bên nào mà cầm cái máy quay rất là lớn, có thể là bên báo nào đó, máy quay rất lớn nha mọi người. Đó, bây giờ thì di chuyển cả cây xuống, đó, di chuyển cả cây xuống mọi người ạ, rất là hiệu quả. Đó, và video clip này thì em chia sẻ đến mọi người những cái thông tin, hình ảnh thực tế đến mọi người. Video clip này em xin dừng tại đây. Xin cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Em sẽ tiếp tục cập nhật trong các video clip mới